Ok, xin chào mọi người ha. Thì đây là cái trả bài của chúng ta ngày hôm nay, đó là chặng đường phía trước của bạn như thế nào ha. Thì đây là một trả bài chung cho nên các bạn nhớ mình cởi mở ha. Và sau cái trả bài này thì mình sẽ có một vài cái trả bài để một vài cái game ha, luyện trực giác cũng như là những cái tip để bạn có thể bắt đầu để với tarot ha. Giống như làm sao để chúng ta có thể bắt đầu với tarot, bắt đầu với tarot như thế nào, hoặc là một số cái cách để mà bạn có thể tiếp cận tarot ở một cái cách tốt hơn nha. Bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài số 1, tụ bài số 2 và tụ bài số 3 nha. Các bạn bấm đứng màn hình lại để chọn cho mình. Hôm nay mình không có để một cái vật phẩm nào hết, cho nên bạn cố gắng ha, chọn giùm mình số 1, số 2, số 3 ha. Bạn thích con số nào, con số 1, số 2 hay là số 3? Bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Rồi, chặng đường tiếp theo của bạn. Ok. Tụ bài số 1 sẽ bắt đầu ở 2 phút ha. Rồi. Đầu tiên á, với cái tụ bài số 1 bắt đầu ở 2 phút á, chúng ta sẽ có cái điều gì chặng đường phía trước. Thì mình nghĩ là chặng đường phía trước sẽ là một cái chặng đường mà bạn sẽ xác định cái con đường mà bạn phải đi. À, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là bạn bạn nên bỏ những cái gọi là mình tạm gọi là nếu như mà một mối quan hệ nào đó mà bạn đang tương tác mà mối quan hệ đó là một cái liên kết ngọn lửa sinh đôi của bạn ha, đó thì bạn nên xem xét bản thân mình xem coi là giữa mình với cái người đó đó có phải là cái tình yêu ảo tưởng hay là không nha. Thì ở đây mình cảm thấy là nó có những cái sự thay đổi, nó có những cái sự thay đổi về quan điểm, thay đổi về cái cuộc sống của chính bản thân bạn trong cái thời gian sắp tới ha. Ví dụ như là bạn sẽ có tình yêu mới, bạn sẽ có người yêu mới. Còn đối với người cũ thì nếu như những cái vấn đề bốc đồng không giải quyết được, những cái vấn đề chia tay, những cái vấn đề đau lòng, những cái vấn đề khiến bạn sốc, khiến bạn cảm thấy là bị từ chối, khiến bạn cảm thấy phụ thuộc cảm xúc, khiến bạn cảm thấy là bạn bị bỏ rơi ha, những cái vấn đề đó thì ở trong cái giai đoạn này nó yêu cầu bạn phải thức tỉnh. Đó là những vấn đề cá nhân của bạn, chứ nó không phải là vấn đề của cái mối quan hệ này. Vấn đề cá nhân của bạn là sao? Có thể là cái liên kết của bạn nên được đặt xuống, nên được xem xét lại. Bạn nên tiến về phía trước, hoặc là bạn nên làm mới lại cái năng lượng câu chuyện tình cảm của bạn. Giống như là chuyện nó đã cũ rồi ha. Nếu như mình không có đến được với nhau thì đã đến lúc bạn có một cái năng lượng mới, một cái điều mới trong cuộc sống, hoặc là move on, tiến về phía trước, hoặc là chọn cái sự ổn định về tài chính của mình, hoặc là chọn một cái năng lượng, đó là mình nghĩ là chặng đường phía trước của bạn là có người mới, họ thích bạn, và bạn sẽ có những cái quyết định cho công việc, những cái quyết định cho việc là bạn học thêm cái gì đó, hoặc là bạn quay trở lại trường, hoặc là bạn tìm kiếm một người hướng dẫn, hoặc là bạn tìm kiếm một kỹ năng nào đó trong cái công việc đó. Bạn cần có gọi là một cái sáng tạo hoặc sức sống trở lại trong cuộc sống, câu chuyện cuộc sống của mình. Bởi vì ở đây mình nghĩ là rất nhiều cái cánh cửa mới mở ra với bạn. Và nói chung là cái năng lượng này á, nếu mà nói về phía trước thì nó sẽ không được ổn định nha. Nha. Nói về phía trước thì mình nghĩ nó không được ổn định, mà nó sẽ là cái sự trải nghiệm, hoặc là cái sự tự thay đổi cái nền tảng lại của bạn ha. Giống như là bạn sẽ phải chọn con đường bạn đi đó. Bạn sẽ phải chọn cái cách mà bạn muốn sống. Bạn phải tự gây dựng cái năng lượng của bản thân mình đó. Và cái năng lượng này á, là cái năng lượng của việc là kích hoạt yêu cầu bạn phải hành động, chứ không có được thỏa hiệp với lại cái điều hiện tại. Và cái điều nào mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn thì nên buông bỏ xuống ha. Thì cái năng lượng này là nó cần có cái sự hoàn tất cái điều cũ
đây là một cái năng lượng mà trước cái sự hoàn tất thì lúc nào nó cũng sẽ có việc là mình bị lo lắng. Không biết là nói chung là bạn coi lại giống như là cái bước cuối cùng á, coi lại bài trước khi nộp, khi mà bạn đi thi cũng giống như là cái bước cuối cùng của việc là những cái điều kiện đó nó đã gần đủ rồi, nó còn có một chút xíu nữa thôi là nó đạt thành sự hoàn thành đó. Hoặc là bạn gần đến cái bờ rồi, gần đến bờ rồi, nhưng mà bạn vẫn còn giống như là lo lắng rằng là liệu rằng phía trước nó có phải là cái bờ hay không, hay là mình phải đi như thế nào, mình phải quay lại hay là mình phải đi tiếp. Nhưng mà ở đây á, nếu mà bạn đi đúng đường, bạn gặp đúng người, bạn giải phóng bản thân mình, thì cái thời điểm sắp tới nè, cái người mà bạn gặp sắp tới nè sẽ mang lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc. Còn cái người sắp tới mà bạn 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 gặp là người cũ đi, thì mình nói ví dụ vậy đi ha, thì cái người cũ đó mới mang lại cho bạn hạnh phúc đó. Nhưng mà ở đây thì mình không chắc là người cũ, mình nói ví dụ vậy. Còn cái người giống như là người sắp tới mà bạn gặp nè, người sắp tới xuất hiện nè, cái người mà cho bạn được cái sự gọi là ấm áp nè, một cái sự kết nối nè, tốt nè đó, và khiến cho bạn không có bị mắc kẹt lại trong suy nghĩ, trong cái quá khứ của mình, và bạn được nói chuyện, bạn được communication, bạn được giải phóng, thì cái người đó, cái năng lượng đó của cái người đó nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của bạn nó tốt hơn ha. Nhưng mà mình chắc chắn rằng có ai đó thích bạn và họ đang pending lại cái điều đó, họ đang ngưng lại cái điều đó. Đó, và bản thân của bạn cái thời điểm này mình nghĩ là nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm về cảm xúc. Ví dụ như bạn nhạy cảm, nhưng mà cũng có thể là bạn sẽ rất là dễ mở lòng ở thời điểm này, nhưng mà bạn cũng sẽ bị thất thường trong cái cảm xúc của mình, hoặc là bạn cũng sẽ trải nghiệm được những cái sự lãng mạn nhưng mà chợt đến, ví dụ vậy ha bạn ha, không có sự chuẩn bị trước ha. Nói chung là đó là những cái cảm xúc không có sự chuẩn bị trước nha. Ok, mình sẽ kết thúc giải bài này ở đây ha. Các bạn xem giải bài riêng inbox Facebook cho mình nha. Và sắp tới mình sẽ lên những cái video liên quan về việc là làm sao để tiếp cận tarot ha, và mình sẽ giới thiệu cái quyển sách rất là tốt cho bạn nào muốn tương tác hoặc là làm quen với tarot một cách nhanh nhất các bạn ha, và cái giá lại là rẻ nhất, đỡ tốn kém nhất. Ok, bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 2 nha. Tụ bài của số 2 của chúng ta. Rồi, tụ bài số 2 sẽ ở 8 phút 18 cho cái tụ bài số 2. Ở đây á, bạn nào mà chọn tụ bài số 2, chặng đường phía trước của bạn có thể là sẽ có một cái công việc mới ha. Nếu bạn chưa có tình cảm thì đột nhiên tự nhiên có xuất hiện một cái tình yêu. Và cái tình yêu này thì nó cũng hơi kiểu là mình cảm giác là nó đột ngột, nhưng mà mình cũng cảm thấy là một cái sự bùng nổ trong cái tình cảm. Nhưng mà hãy cẩn thận rằng là đây sẽ là một cái tình cảm mà nó là một chiều nha bạn nha, giống như tình yêu đơn phương có thể là như vậy, mà cái tình cảm này á, là nó bị thu hút một cách đột ngột, hoặc là một cách đam mê, hoặc là một cái cách mà mình nghĩ rằng là nó rất là giống như là có thể là khi mà bạn tương tác với cái người này bạn cũng chưa biết rõ về họ, họ vẫn còn có cái điều gì đó mà bạn không hiểu rõ về cái người này, nhưng mà bạn vẫn nhắn tin, bạn vẫn nói chuyện, bạn vẫn có tình cảm, vẫn có cái cảm xúc ở đây đó. Giống như là một cái người mà mình nói chung mình cảm thấy là cái điều mà bạn sẽ phải đón nhận kế tiếp là một cái sự bùng nổ, và chính cái sự bùng nổ đó của bạn là nó từ trong một cái năng lượng là nói chung là năng lượng của bạn đang rất là đang sẽ là đang là tốt nha. Bạn xứng đáng được với những cái điều tốt, và cái năng lượng của bạn là giống như là bạn là một người giàu có về mặt vật chất, bạn sẵn sàng cho đi, đúng không? Bạn đầy đủ, bạn dư dả nên bạn sẵn sàng cho đi, và bạn đang có những sự thay đổi trong cái cuộc sống đó, đang có những cái điều mà thay đổi nhưng mà với một cái hướng tốt đối với bạn trong cuộc sống, giống như sáng tạo đó. Nó nhưng mà đột nhiên á, cái điều gì đó về trong cái câu chuyện cuộc sống của bạn nó bùng nổ ở đây ha.
bạn về mặt tiền bạc hoặc là công việc mới hoặc là những cái cơ hội công việc hoặc là cái cơ hội để bạn kiếm tiền là nó rất là tốt ở đây trong cái thời gian chặng đường kế tiếp của bạn. Nhưng mà nói về cái chặng đường mà có cái tình yêu của bạn á, thì mình cảm thấy rằng là nếu bạn chưa có người yêu, coi chừng đột ngột xuất hiện cái người yêu đó của bạn nha. Đột ngột xuất hiện cái người yêu của bạn hoặc là bạn phân vân về một cái câu chuyện tình cảm của bạn đó. Nhưng mà nhìn chung á thì nền tảng mà bạn đang xây dựng, gầy dựng, nó đang được test, đang được kiểm tra lại coi là mọi thứ có tốt hay không, có ổn hay không ha. Thì năng lượng này của bạn, chặng đường phía trước của bạn là mình nghĩ là vui vẻ đó. Đó, vui vẻ. Vui vẻ và có chữ yêu ở đây tức nghĩa là bạn với cái người này là nắm tay nhau ha, đi khắp thế gian hoặc là kết nối trở lại. Đó, hoặc là nói chung là nói và nếu mà về cái tình yêu á thì mình thấy rằng là có cái tình yêu ở đây và rất là đam mê, rất là cháy bỏng luôn, nhắn tin nói chuyện với nhau. Nhưng mà trong đây là mình vẫn thấy là có người thứ ba nha. Một là bị thu hút bởi người thứ ba. Hai là cái năng lượng này nói chung là mình nghĩ là hai nữ một nam đó, trong cái năng lượng này thì một liên kết mà có dính đến cái người thứ ba đó. Mình cảm thấy là năng lượng mà chặng đường phía trước của bạn đó là sẽ có một cái sự bùng nổ nào đó liên quan về cái tình cảm của bạn nữa nha. Đó thì cái sự bùng nổ liên quan về tình cảm của bạn thì mình cảm giác thấy là nó sẽ là một cái sự bùng nổ về chữ yêu, giống như yêu nhau quá nhiều hoặc là cảm xúc tình yêu quá nhiều đó. Bạn có cái gì đó thành công trong cái cuộc sống, chặng đường phía trước của bạn thì mình thấy là nó khá là tốt luôn các bạn, khá là tốt, nó khá là đẹp đó. Cái câu chuyện tình cảm của bạn nó cũng gọi là rất là nhiều cái đam mê nè, rất là nhiều cái cảm xúc, cái tình yêu nè đó. Nhưng mà ở đây thì mình lại thấy là có sự 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 thay đổi, sự chuyển đổi của bạn. Có thể là may mắn hơn trong tình cảm. Có thể là cái câu chuyện tình cảm của bạn với cái người này á là nó sẽ một lần nữa nó sẽ được bùng nổ để mà xây dựng lại ở một cái năng lượng cao hơn và tốt hơn, chẳng hạn như vậy. Ở cái năng lượng này, nếu mà bạn nào mà quen ai đó mà không có muốn có con thì cẩn thận ha. Tại mình thấy cái năng lượng này mình thấy là như vậy. Thì mình chỉ thấy là cái câu chuyện tình cảm của bạn á, cái nền tảng về câu chuyện tình cảm của bạn á, là ngoài cái tình yêu thì những cái điều khác thì nó cũng còn hơi bấp bênh ha. Thì mình cảm giác thấy là nó cũng sẽ có sự bùng nổ để thay đổi, để chuyển đổi, nhưng mà mình nghĩ là điều này nó sẽ là tốt chứ nó không là xấu. Cái sự bùng nổ về cái tình yêu này nó sẽ là tốt chứ không phải là xấu. Thì cũng có thể rằng là một lời xin lỗi sẽ đến với bạn, nhưng mà cũng có thể rằng là một cái câu chuyện tình cảm mới nó lại đến với bạn, mình nói ví dụ như vậy. Nhưng mà trong đây bạn nào mà đang chờ đợi một cái tình yêu thì sẽ có cái tình yêu đến với bạn. Mà mình cũng cảm giác thấy là cái câu chuyện tình cảm của bạn á, là nó kiểu là nó giống như là tình yêu mà nó dồn nén giống như cái bong bóng vậy đó, cái đến lúc nó bùng nổ, cái nó nổ ra, nó bùng nổ ra như vậy đó. Ở đây thì cái trải bài chung này á, thì thực ra nó cũng hơi khó để mà luận xem là cái tình cảm này nó như thế nào hoặc là nó sẽ đi theo cái hướng nào nó rõ hơn. Nhưng mà mình nghĩ là cái năng lượng này là tốt, đó là sự may mắn và nó sẽ phải đi theo những cái chu kỳ của vận chuyển trong cái cuộc sống này nha bạn nha. Thì ở đây mình nói đó, cái tình yêu này nó đột ngột nó đến, nếu bạn chưa có ai đó hoặc là bạn cái tình yêu của bạn với ai đó mà có liên quan đến người thứ ba, nó tích tụ thì đến bây giờ nó sẽ bùng nổ cái điều đó ha. Nói chung là mọi sự thật, mọi thứ không có giấu được, giống như là cái gì đó, cái kim trong bọc có ngày lòi ra, cũng như là tình yêu thì làm sao giấu hoài được, nó sẽ đến lúc nó bùng nổ ra. Thì cái đây là cái tình yêu đang bùng nổ ra thì nó sẽ tùy theo
cái tình huống của các bạn đó. Mình nói ví dụ như là bạn với cái người đó là người quen nhau nhưng mà giấu, không có công khai đó, nhưng mà đã đến thời điểm để công khai đó. Hoặc là ví dụ như là bạn quen với cái người này, bạn gặp gỡ họ nhưng mà đã đến lúc là sẽ phải giống như là ra mắt gia đình hai bên, hoặc là đến lúc để mà bạn phải gọi là có một cái lễ đính hôn, hoặc là một cái điều gì đó đó, hoặc là một cái sự cam kết với nhau hả. Nói chung là cái nền tảng và cái câu chuyện tình cảm của bạn nó không thể nào nó yên lành được. Tóm lại là nó sẽ có cái sự chuyển hướng, sẽ có cái sự thay đổi nha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau. Sắp tới thì mình sẽ ra một cái video để cho các bạn những cái tip để mà bạn tiếp cận với tarot dễ dàng hơn, hoặc là làm sao để bắt đầu với tarot một cách dễ dàng nhất và ít tốn kém nhất ha. Và mình sẽ giới thiệu cái sách cũng như là cái gọi là cái giảm giá ha. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc trải bài này nha. Giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3. Ok, tụ bài số 3 ở 17 phút 07 ha, 17 phút 07 cho cái tụ bài số 3. Thì cái tụ bài này á, đó là cái tụ bài mà gọi là chặng đường phía trước của bạn. Chặng đường phía trước của bạn á, thì nó có cái sự giàu có về cái mặt có thể là tiền bạc, công việc, vật chất đó. Nhưng mà nó cũng sẽ có một cái giai đoạn, đó là một cái giai đoạn mà bạn cần phải phải bỏ cái sự đề phòng của bạn xuống. Bạn cần phải giải phóng những cái nặng nề bên trong của mình để hướng về cái tự tánh, để giải thoát, để bình an, để đi tìm kiếm cái sâu sắc bên trong. Giống như là những cái sự giàu có sâu sắc ở bên trong trái tim của bạn. Chứ nó đây sẽ là một cái sự thu hoạch cho một khoảng thời gian dài mà bạn đã giống như là cố gắng chữa lành, cố gắng hiểu bản thân mình, cố gắng vượt qua cái cơn bão đó, trong bão lòng, bão cuộc sống của bạn, tiếp cận được nhiều cái kiến thức, hoặc là có cái sự học hỏi, cũng như là quyết định bỏ cái màn che mặt xuống để nhìn thấy sự thật, quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, quyết định chọn cái là tình yêu thương bản thân ha. Gọi là có thể là bạn sẽ chọn không phòng thủ nữa, và bạn sẽ hòa nhập với cái điều gì á, trong cuộc sống của bạn á, để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Hoặc là bạn quyết định đi tìm kiếm những cái điều thú vị trong cuộc sống, hoặc bắt đầu một cái điều gì đó, nhưng mà điều đó là một cái idea, một cái ý tưởng mới ha, một cái điều gì đó mà mình nghĩ là bạn rất là tâm đắc, hoặc là bạn rất là thích. Nhưng mà mình nghĩ là cái chặng đường kế tiếp của bạn á, thì nó sẽ là một cái chặng đường mới, làm mới lại cái con người của bạn, và giống như là thay đổi cái suy nghĩ đầu óc của bạn. Bạn sẽ thời gian tới, mình nghĩ bạn sẽ cần thời gian dành cho mình, dành cho chính bản thân mình, có nghĩa là không phải là kết nối với ai đó, nhưng mà là kết nối với bản thân mình để chữa lành cái trái tim tan vỡ, để giải phóng khỏi cái sự gọi là toxic á bạn ha. Đó, sự độc hại đó, và giải phóng cái sự phụ thuộc cảm xúc vào ai đó, và sẵn sàng để gặp một cái người mới, sẵn sàng tập trung vào những cái điều khác nữa, sẵn sàng nhìn nhận lại bản thân của mình đó, và sẵn sàng cố gắng lấy lại cái sự tự tin mạnh mẽ của bản thân mình, mang cái tình yêu vào trong cái câu chuyện cuộc sống để mà giải quyết. Nhưng mà mình nghĩ là bạn nào mà chọn trải bài này thì chặng đường kế tiếp của bạn sẽ là chặng đường của sự hành động.
ha, hành động cho bản thân mình, và cũng sẽ có rất là nhiều cái sự may mắn. Bạn quyết tâm là bước rời khỏi một cái năng lượng đối với người cũ nào đó mà rất tiêu cực, hoặc là bạn sẽ đứng dậy để mà bạn tìm kiếm cho bản thân, cho cuộc sống của mình điều gì đó tuyệt vời hơn đó. Một cái tình yêu thương bản thân mình trở lại một cách rõ ràng sâu đậm, và những cái điều mà mình nên làm hoặc là mình cần phải làm trong cái cuộc sống của bạn, trong cuộc sống của chính bạn đó, hoặc là cái logic của bạn, cái gọi là bạn không có bỏ để cho cái cuộc sống của mình nó thả nổi nữa, mà bạn có thể là bạn sống chậm đó, sống chậm nhưng mà bạn là giải phóng bản thân của mình. Nhưng mà ở đây thì mình nghĩ là bạn sẽ tìm được người để chia sẻ cuộc sống ha, mình không nói là chịu yêu, mình chỉ nói là tìm được người để chia sẻ cuộc sống. Người đó có thể là soulmate của bạn, hoặc là bạn sẽ thức tỉnh khỏi một cái khỏi một khỏi những cái điều mà nó cứ quanh quẩn trong đầu óc của bạn, nó không khiến cho bản thân bạn được giải phóng ha. Và ở đây mình nghĩ là nó có tình cảm, ai đó đến mang đến tình cảm cho bạn, thích bạn, muốn kết nối với bạn, yêu bạn đó đó. Và mình nghĩ là cái năng lượng này làm việc mà kết nối với ai là cũng là cái sự vui vẻ đó. Thì mình thấy rằng là ở đây là phải có sự kết nối rồi, nếu mà tình cảm là có sự kết nối, còn bạn bè, những cái người bạn nữ với nhau á, cũng kết nối với nhau cũng rất là vui vẻ luôn ha. Cho nên với cái năng lượng này thì mình nghĩ là gặp người mới nè khá là tốt ha, và chủ động trong cái cuộc sống của mình, độc lập trong cái cuộc sống của mình đó, quyết đoán trong cái cuộc sống của mình, và thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái cách nhìn nhận. Ở đây thì mình nghĩ là nó sẽ tốt, nó sẽ là một cái trái tim rộng lượng của bạn. Bạn sẽ kích hoạt cái sự yêu thương và tha thứ nhiều hơn ha. Bạn sẽ gọi là nhận được những cái phần thưởng trong cái cuộc sống của bạn, nhưng mà trong cái thời gian kế tiếp này đó, may mắn cũng đến với bạn, sự cân bằng cũng đến với bạn, những cái con đường để bạn bước ra khỏi cái vùng an toàn nó cũng đến với bạn ha. Và mình cảm thấy là nó khá là tốt, nhưng mà cái sự tốt này có thể là bởi vì bạn đã trải qua một cái giai đoạn nó khá là bão giông, hoặc là nó khiến cho bạn phòng thủ rất là nhiều, không có cảm thấy thả lỏng và thoải mái. Nhưng mà đến tận cùng của một cái điều mà quá mệt mỏi, giống như bạn phòng thủ ngày đêm thì bạn cũng kiệt sức, thì đến một cái lúc nào đó mọi thứ nó đã quá đủ thì bạn sẽ bùng nổ và cho phép bản thân mình được một cái cảm xúc mà nó nhẹ nhàng nhất có thể đó. Hoặc là bạn nhận thức được nhiều thứ trong cái cuộc sống và đã đến lúc bạn quay về với cái con người vốn dĩ của bạn. Mọi thứ có thể là thả lỏng một chút, trôi theo dòng chảy thời gian một chút, hoặc bạn biết bạn làm cần làm gì, hoặc là bạn healing xong và cái trái tim của bạn á, đó cái luân xa trong trái tim của bạn á, nó có thể là nó giãn nở và nó có thể tha thứ được cho quá khứ. Bạn có thể kích hoạt cái trái tim to lớn của bạn, cái tình yêu thương bao dung hơn, to bự hơn, làm cho cái cuộc sống của bạn giống như là bạn có được cái sự định tâm, cái một cái gì đó mà nó rất là tuyệt vời bên trong cái bên sâu trong cái trái tim của bạn, mà nó không có khiến bạn khó chịu hoặc là bị ràng buộc hoặc là bị đau khổ ha. Có thể là bạn sẽ chậm nhưng mà chắc, nhưng mà có thể là rất là may mắn có thể kết nối được với lại những cái người mà mình chia sẻ được ha. Trong cái năng lượng này thì mình nghĩ là nếu đây là một mối quan hệ ba người thì đây sẽ là một cái giai đoạn thức tỉnh xong ha, thức tỉnh, và mình sẽ tiến tới cái con đường phía trước, đó là những cái điều mà nó tuyệt vời hơn ha, chứ không phải là phòng thủ hoặc không phải là đòi hỏi ba chấm ba chấm ha. Ok, mình sẽ kết thúc giải bài này ở đây ha, các bạn xem giải bài riêng inbox Facebook cho mình ha. Và sắp tới mình sẽ ra một cái video để cho hướng dẫn cho bạn nào yêu thích tarot ha, một cái cách tiếp cận tarot nhanh nhất, dễ nhất mà ít tốn kém nhất, và mình sẽ giới thiệu một cái quyển sách mới. Và khi mà bạn đặt mua trên cái link quyển sách này, trong cái thời gian này sẽ nó được giảm giá ha, cho đến khi nào mà nó hết cái số lượng giảm giá thì thôi ha. Và nó rẻ hơn so với những cái quyển sách khác, nhưng mà nó rất là đẹp ha. Ok, mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trải bài sau ha.